Wow, như vậy là Bộ Di trú Canada vừa mới đóng cửa bất ngờ diện du học tiếng Anh SDS rồi mọi người ơi. Đó là hôm nay đó là ngày 8 tháng 11. À, đây là một quyết định rất là bất ngờ bởi vì vậy không biết là họ sau này sẽ mở lại không thì chưa biết được. Nhưng hiện tại thì các bạn sẽ không thể nộp uh du học tiếng anh diện uh, SDS là diện uh, không cần chứng minh tài chính bởi vậy chỉ có một diện duy nhất bây giờ các bạn có thể nộp thôi đó chính là phải chứng minh được uh, chứng minh tài chính về cho du học Canada rồi uh, thêm một điều nữa dành cho những ai mà có dự định học cao đẳng đó là các bạn chỉ và các bạn muốn hướng tới định cư sau này uh, ở Canada thì các bạn chỉ nên nộp À, và học vào năm cái ngành chính thôi đó là ngành một đó là về nông nghiệp thứ hai nữa là về chăm sóc sức khỏe healthcare thứ ba đó là các ngành thuộc stem các ngành thuộc stem thì có science technology engineering và mathematics rồi thứ tư nữa là các ngành về trade rồi thứ năm nữa là các ngành về transportation chỉ có năm ngành này thì các bạn học cao đẳng mới đủ điều kiện để xin giấy phép lao động sau tốt nghiệp thường thường là 3 năm thì các bạn mới có cơ hội tích lũy được kinh nghiệm Canada để hướng tới các chương trình định cư của tỉnh bang hoặc là của liên bang. Bởi vì vậy các bạn hết sức chú ý khi uh, nộp hồ sơ hiện tại. Và đó là dành cho những các bạn ngoài Canada. Hiện tại những còn có những các bạn ở trong Canada thì sao? Những bạn trong Canada hiện tại uh, đang học lớp 12 đó thì các bạn nên bắt đầu xin trường từ bây giờ đi. Bởi vì sao? những học sinh những học sinh mà dự định học những cái ngành khác đó và họ muốn có được giấy phép lao động sau tốt nghiệp thì các bạn đó bắt đầu các bạn chuyển hướng rồi, các bạn chuyển hướng thì các bạn sẽ sẽ xin vô năm cái ngành chỉ định để các bạn sau này muốn được giấy phép lao động sau tốt nghiệp. Đồng nghĩa với việc là những cái ngành này sẽ được à uh, rất là nhanh, đó sẽ sẽ hết chỗ rất là nhanh. Bởi vậy các bạn nếu mà bây giờ các bạn đang học lớp 12 mà các bạn không có nghĩ và nghĩ tới cao đẳng thì các bạn phải chuẩn bị chọn ngành từ bây giờ, không là các ngành khi mà các bạn học đến nửa lớp 12 rồi hoặc là cuối lớp 12 rồi thì năm ngành này các bạn có muốn chọn thì cũng không còn chỗ um, để các các bạn chọn ở cái nơi mà các bạn hiện tại đã cái địa phương mà hiện tại mà các bạn đang theo học. Cho nên là hiện tại vừa rồi mình cũng mới vừa rồi nên là tại vì trường mới bắt đầu mở cho tháng 9 năm 2025 thôi là năm tới. Thì bây giờ là các bạn nên bắt đầu rồi vừa rồi Ken cũng có xin được một số ừm uh, thư nhập học sớm. Đó, có điều kiện có điều kiện là sao? Các bạn sẽ phải bổ sung thêm những yêu cầu sau này đó nó có thời gian. Thì uh, các bạn có thể xin từ bây giờ còn những ai mà muốn liên hệ bên Ken thì bên Ken cũng có thể xin cho miễn phí miễn phí dịch vụ thôi. À, còn à, tất cả các à, hồ sơ thì các bạn à, cứ gửi bên à, theo yêu cầu của bên à, bên kênh này, bên kênh sẽ hỗ trợ cho các bạn miễn phí về để giữ chỗ cho các chương trình học của mình cho năm cho tháng 9 năm 2025.